Trong buổi bốc thăm chia bảng Champions League 2019-2020 ngày 30 tháng 8, Cristiano Ronaldo gây chú ý khi trải lòng về mối quan hệ với Messi. CR7 khẳng định luôn dành cho người đồng nghiệp sự ngưỡng mộ và nếu có thể, anh muốn hẹn Messi ăn tối trong dịp gần nhất. Và trong cuộc phỏng vấn mới đây từ tờ Sport, Messi nói: "Tôi cũng muốn ăn tối cùng Ronaldo, không có vấn đề gì về chuyện này. Có thể tôi và Ronaldo không phải là bạn vì chưa từng ngồi chung trong phòng thay đồ, song cả hai thường xuyên gặp mặt tại các buổi trao giải và không có vấn đề gì hết." Messi cho biết anh nhớ Ronaldo khi người đồng nghiệp đã rời Real để gia nhập Juventus. Messi cảm ơn Ronaldo vì sự cạnh tranh khốc liệt trong 10 năm qua giúp cho bản thân anh hoàn thiện hơn. Tại bảng G của vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 châu Á, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận trên sân nhà Mỹ Đình. Các trận đấu này đều được VFF bán vé qua mạng thông qua website vebongda.vff.org.vn hoặc ứng dụng VinID. Theo thông báo từ VFF, vé trên sân Mỹ Đình sẽ có 4 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Vé trận Việt Nam gặp Malaysia ngày 10 tháng 10 sẽ được mở bán vào ngày 19 tháng 9. Trận này, vé được bán duy nhất qua ứng dụng VinID trong các khung giờ 10 giờ, 15 giờ và 22 giờ. Bên cạnh đó, VFF cũng tiến hành thử nghiệm hình thức check-in bằng mã vé trong ứng dụng dành riêng cho cổ động viên ở khu vực cửa 5, tầng 2, khán đài B. Hình thức này nhằm hiện đại hóa việc mua bán vé và hạn chế tối đa tình trạng phe vé. Và hôm qua, Patrice Evra đã trở lại Manchester United bắt đầu quá trình thực tập ở đội chủ sân Old Trafford. Cựu hậu vệ 38 tuổi sẽ làm việc ở đội U18 của MU. Hiện tại, Patrice Evra đang theo học khóa học huấn luyện viên của UEFA. Cựu hậu vệ người Pháp được MU tạo điều kiện cho thực tập ở đây trước khi nhận chứng chỉ huấn luyện viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu. "Tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ cần khoác lên người bộ quần áo huấn luyện này đã giúp tôi trở thành một trong những người hạnh phúc nhất. Cảm ơn MU vì giúp tôi hoàn thành khóa học huấn luyện viên", cựu hậu vệ người Pháp hồ hởi viết trên mạng xã hội. Theo The Sun, sau quá trình thực tập và khi được cấp chứng chỉ huấn luyện viên của UEFA, Evra sẽ chính thức làm việc cho ban huấn luyện của đội U18 đội chủ sân Old Trafford với vai trò trợ lý huấn luyện viên. Sau cú đúp của Jadon Sancho cho đội tuyển Anh ở vòng loại Euro 2020 trước Kosovo, tiền vệ 19 tuổi này đã xuất hiện trong những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Manchester United. Mới đây đã có một sự khẳng định rằng đúng là MU đã tiếp cận Sancho. Điều này được tiết lộ bởi giám đốc thể thao Michael Jorg của Dortmund. "Đó là một chủ đề nóng hổi giữa cầu thủ với câu lạc bộ và tôi với các cố vấn. Đã có một cuộc gặp diễn ra, MU mời một người trong nhóm chúng tôi, nhưng anh ấy nói với họ rằng Dortmund không có ý định cho Sancho ra đi trong mùa hè năm nay và bản thân cậu ta cũng không muốn ra đi", Jorg nói. Dortmund ra giá 100 triệu bảng hè năm 2019 cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu chân chạy cánh người Anh. Sancho đầu quân cho Dortmund sau khi rời đội trẻ của Man City và chỉ tiêu tốn của đội bóng nước Đức chưa đến 8 triệu euro phí đào tạo. Trên trang chủ của câu lạc bộ Ajax Amsterdam đã xác nhận việc Chelsea hạn chế số lượng vé cho các cổ động viên của đội bóng này. Theo đó, trận đấu thuộc vòng bảng Champions League diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tới đây, cổ động viên Ajax sẽ chỉ được cung cấp 883 vé vào sân Stamford Bridge. Thông thường, Chelsea sẽ cung cấp 3.000 vé cho các đội khách trong khuôn khổ các trận đấu ở cúp C1 châu Âu. Nguyên nhân của việc này được chính đội bóng đưa ra rằng lý do đằng sau quyết định này là bởi các cổ động viên của Ajax đã làm náo loạn tại châu Âu nói chung và tại Vương quốc Anh nói riêng, trích thông báo chính thức của Ajax. The Blues quyết định giảm số lượng fan đội khách vào sân với mục đích hạn chế tối đa các vụ bạo động. Quyết định trên vẫn được xem là nhẹ tay bởi vì trước đó, chính quyền London vẫn muốn cấm toàn bộ cổ động viên Ajax đến thành phố này. Mới đây, trong buổi phỏng vấn với tờ AS, chủ tịch Perez thừa nhận Real đã rất cố gắng cho việc đàm phán chiêu mộ Paul Pogba nhưng không thành công. Tiền vệ người Pháp thuộc dạng không thể động đến ở Manchester United khiến cho Real bất lực. "Có những cầu thủ không phải để bán. Chúng tôi đã theo đuổi Lewandowski trong nhiều năm nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả." Trường hợp của Paul Pogba cũng tương tự như vậy. "Khi cầu thủ được đưa lên thị trường chuyển nhượng, chúng tôi mới có thể tham gia vào đó", chủ tịch Perez chia sẻ. Ngoài ra, Perez cũng giải thích lý do khiến cho Real thất bại ở mùa giải trước. Ông cho rằng vấn đề về tinh thần của các cầu thủ là một tác nhân lớn, nhưng những bản hợp đồng mới trong phiên chợ hè vừa qua sẽ giúp cải thiện phần nào vấn đề này. Theo tờ The Times, Liên đoàn bóng đá Anh đã được thông báo về cuộc tranh chấp giữa Wilfred Zaha và công ty của anh. Hợp đồng giữa Zaha và USM được ký kết với cơ quan chủ quản. Nguyên nhân được cho là việc Arsenal và Everton hỏi mua chân sút 26 tuổi nhưng anh không thể ra đi. Điều càng làm tiền đạo người bờ biển Nga tức tối hơn là USM đã làm hết sức để giúp người đồng đội cũ ở Crystal Palace của anh là Aaron Wan-Bissaka tới Man United với giá 50 triệu bảng, trong khi nguyện vọng ra đi của anh lại không được đáp ứng. "Với tôi, để bản thân có thể phát triển hơn nữa, tôi cần phải chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất để giành các danh hiệu. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác thi đấu ở Champions League. Tôi chỉ cần có cơ hội được ra sân." Mùa này, Zaha đã ra sân cả 4 trận cho Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh, song chưa ghi được bàn thắng hay có đường kiến tạo nào.